Vợ ơi, trong thời gian qua chồng nóng giận đã quánh vợ mấy lần, giờ chồng hối hận ngàn lần xin lỗi vợ, quay về với chồng đi vợ, chồng yêu vợ mãi mãi. Giúp kiếm vợ. Kim bạn rồi, anh giơ hình bạn lên, cầm hình bạn lên, thấp xuống xíu, thấp xuống rồi, đẹp đó. Rồi anh cho biết là anh họ tên là gì? Thuông. Hả? Thạch Xuông Thạch Xuông à? Anh Thạch Xuông năm nay nhiêu tuổi rồi? là 69, 69 tuổi. 69 xuân sinh á. À, sinh năm 69. Ừ, 69 70. Năm này là hơn 50 ha. Rồi anh nguyên quán ở đâu? Ấp Trà Tro A, xã Âm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh luôn. Hôm nay anh đi về đây cùng với ai? Cùng với Trương Quang Bé Trung con bé là ai? là bạn, là bạn em À, bạn em ha. Rồi anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? tìm vợ Rồi tìm vợ rồi. À, anh cho biết là vợ anh họ tên là gì? Lâm Thị Thời, Lâm Thị Thời ha. Vợ họ Lâm, Lâm Thị Thời. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Vợ anh nhiêu? 53, 53 tuổi. Vợ anh nguyên quán ở đâu? ấp Trà Tro A, xã Âm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Cũng Trà Vinh luôn hả? Rồi hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không anh? Ồ. Rồi vợ chồng anh được mấy người con rồi? Có hai đứa con. Ừ, hai con ha. Ờ, con anh trưởng thành chưa? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Đứa 31 tuổi, đứa 27. Rồi. Ừ. Rồi anh cho biết này, vợ anh tại sao bỏ nhà đi? Tại vì xích mích với vợ chồng, cũng đánh đập nhau cũng 2-3 lần. Trời đất quỷ thần ơi. Sao lại đánh vợ Rồi hai ba lần? vợ nó nghe con ở Nhật, nó kêu, con Út nó kêu là qua Qua đâu? qua Qua Nhật đó hả? thành phố, Qua thành phố. Qua thành phố thì chi vậy anh? nó để trốn cha nó, Trốn cha nó. Kỳ vậy, sao mà trốn? nó thấy cha mẹ nó cũng là xích mích với nhau vậy đó, vợ chồng đó, nó điện qua bên xác bên đó cho em, cho chú Út nó, rồi chú Út nó cho người đưa về thành phố, cũng là ngày 24 tháng 9, bây giờ tới ngày 3 tháng 11 nó chưa về nè, Là hơn tháng rồi đúng không? hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Tháng 9, tháng 10, 11. Và anh trước đây ở quê làm công việc gì anh? Tôi bán rau cải, làm ruộng 20 công, nuôi bò cũng 10 mấy con, nuôi Trời. heo cũng vài chục con, Trời ơi. trồng trọt rồi đó. Nhiều vậy hả? Anh bao nhiêu con bò? Hiện nay 15-17 con, 17 con bò. Bao nhiêu công ruộng? 20 công 20 công. Đất của anh luôn hả? đất của tôi mua, giờ 2 vợ chồng tôi làm ăn. Ồ, vậy là cũng nhiều tiền ha. Đúng không? 20 công ruộng giờ khoảng nhiêu tiền anh? Cũng nếu mà tính ra cũng công cũng 70, Kênh trên công chục, 70 triệu. trên chục 70. 20 công. Thế là hơn tỷ đúng không? Và mười mấy con bò. Hiện nay còn 17, 15, 17. Bò to không anh? Bò lớn 10 con, bò Bò mẹ thì 7 con. Bò được 20 triệu con không? Được. Ồ, vậy ngon đó. Rồi. Rồi cho anh cho biết này, thế vợ anh thì mình đánh đập nó có ra đòn có nặng tay không mà vợ bỏ đi? Cũng nếu mà tôi đàn ông, nếu mà đánh một tay đánh đánh thiệt á, vợ thì một tay thì chết rồi. Tôi Ui. vợ tôi đâu đánh vậy đâu, vợ chồng phải mình thương lượng, mình chồng á thì hơi nặng tay á, thì đâu có được, đâu có được. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Vợ cũng quanh tôi vậy, Vợ tôi quánh nhường, nhau luôn, hai vợ chồng. nhường nhường cho vợ vậy đó, Hai vợ chồng gọi là quánh nhau luôn. nhường cho vợ, bây giờ sao mình quanh ra được, vợ không quanh mình không được vậy đó. Vợ chồng tôi vậy mà, nhưng mà hiện nay thì nó nghe lời
chòm xóm với con tôi ở nước Nhật 33 năm không có từng như vậy. Tại vì vợ tôi nó ngu ngu tới mức không biết chữ, ai nói là nghe, ai nói là nghe. Cũng khó khó cho gia đình tôi, nhưng mà hiện nay nhờ đội của anh Hiệp Bình Dương á, Anh Hải. anh Hải để tìm kiếm vợ để gặp nhau, nhưng mà để nói chuyện cũng già rồi, dường già rồi, tới 53 58 rồi, chồng tuổi thật cũng 58 rồi. Rồi anh cho em biết này, vợ anh nhé, trước khi bỏ nhà đi là trốn luôn hay sao? Trốn đâu có biết ở đâu đâu. Trốn nhà đi luôn hả? Dạ Lúc là đêm hay ban ngày anh? đi bằng đêm Đêm luôn hả? Mấy giờ đêm? à, lúc 6 giờ đêm. 6 giờ tối hả? Hay 6 giờ Dạ sáng? sau giờ sôi tối. Tối. Ờ, 6 giờ tối là trốn rồi. Dạ mất tới Mất tích giờ, luôn. mất tới giờ đó. Vợ anh đi bằng phương tiện gì? Có người từ thành phố về Ôi trời. lấy đi, Có người thành phố trở về. cháu nó Cháu về chở đi. Chở đi trốn luôn. em á thì em nói chuyện điện qua. Ờ, anh cho biết này, vợ anh từ trước là trốn nhà đi bao lần rồi? Không từng đi đâu hết á. Ồ, vậy là anh đi làm về là thường thường bán trâu bán bò ấy, mình có tiền thì đưa cho vợ cầm hay là anh cầm? Tôi đâu từng cầm gì đâu. Anh không cầm tiền bao giờ? Không Thế vợ đang cầm tiền à, cầm tiền hiện nhưng mà nay là vợ có nhiều tiền không? vợ thì chừng đi này không có tiền, tôi đưa cho là 5 chỉ 5 chỉ vàng. rồi tiền thì 7 triệu Ồ, anh đưa. anh đưa. Anh đưa sao vợ trốn được? Sao anh lại đưa cho vợ? Tại vì tôi cũng là nằm mơ biết là vợ tôi đi, mà nó nói trước là vợ nói trước là mình ơi tôi muốn đi 1 tháng 2 tháng tôi biết trước, nhưng mà chị em nó là kêu 2 3 lần rồi, mà 2 tháng rồi, 2 tháng mấy tôi biết luôn, dạy dỗ vợ tôi là để đi bỏ tôi. Hỏi anh làm mơ. Năm mới còn tiền, năm mới tới khác Làm mơ xong mình mới đưa tiền đưa vàng đúng không? đưa đưa cho mà dạy vợ thì vợ sống với mình cũng 33 năm rồi, khi vợ đi ra không có tiền không có vàng hay sao Mình giờ còn nhiều vàng không? Nhiều tiền không? cũng Mấy chục cây không? ôi, hết rồi, đất đai cho con hết rồi, còn có mấy cây Anh được vàng. mấy trai mấy gái? 2 trai Mấy gái? trai không Trai không à? Có vợ hết chưa anh? à, đứa thì ở Nhật, Ở Nhật lâu chưa ạ? Nhật cũng 4 năm mấy, gần 5 năm rồi. Ồ. Còn thằng Út của chú này cũng có hiếu á, tại vì do học lớp lớp 1 tới lớp 12, 12 tới đại học 3 năm nó học bằng giấy không có bài tiền đâu. Ồ, giỏi chứ, học bổng. Giấy không à, Học bổng. giấy rớt từ trời xuống á, Học rồi bổng. cho học tiếng Nhật là 2 năm, Anh giỏi. cái đại học với 12 tôi không tính tiền, nhưng mà cho học tiếng Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh 2 năm đi Nhật là 480 triệu á. 480 triệu Dạ. đi Nhật. Xin tỏ nhà có tiền Nhưng đó. mà bây giờ thì cha nó điên rồi, khủng, mà tại vì con học nhiều nó mới biết con cha mới lấy mẹ nó giấu. Biết công cha bây giờ đưa Biết mẹ con đi giấu. cha biết con cha nó là biết nghe mẹ, Mà đưa mẹ đi giấu luôn. đưa mẹ đi giấu, bỏ cha bỏ công việc nhà nó lời á. Con út tôi á học nhiều vậy á, Con anh nhiêu tuổi rồi anh? con đó 27 rồi. Bảy. Bây giờ anh muốn anh quánh vợ này là anh thấy sai đúng. Tại vì có lửa mới có khói Sao vậy anh? rồi, thôi không không nói chuyện đó ra, tại vì cũng kẹt cho vợ, thông cảm. Vậy là rồi em hiểu rồi, nhưng mà có thể là vợ sai đúng không? Dạ không thông cảm cho chú, tại Vợ vì vợ nhưng mà vợ sai dữ không? dạ Vợ cũng sai. cũng thôi không nghe, là tôi giờ thì không biết chữ Anh, tiếng Việt, tiếng Khmer cũng không biết, nhưng mà tôi học được chút đỉnh, nhưng mà nó không nghe. Bây giờ thì tôi nó có nói là không không có quyền nghe ai, con chú hay là em hay là chị, không có quyền nghe ai, nghe thì gia đình mình sẽ thôi nhau. Tại vì
Bây giờ này hỏi, bây giờ hỏi hỏi anh này, anh còn thương vợ không? Còn á. Yêu nhiều không? Dạ dạ không thương, thương ai. Nên trong những năm vừa qua anh tổng cộng vào anh oánh vợ là bao nhiêu trận rồi? Quanh qua quanh lại cũng 3 4 lần á. 3 4 lần. Tổng cộng là 3 4 lần là 7 lần. Đúng không? Cũng nhiều lần á. Tại nhiều lần. Nó không mình oánh đâu không? Không, nó vợ tôi đặng ông này chắc một bạc tay chắc chết á. Ôi, vợ anh bự con không? Vợ anh bự con không? 70 ký. Vợ 70 ký? Trời đất quỷ thần, thế còn anh được nhiêu ký? Tôi vẫn đâu có dám vẫn vợ cho nặng đâu. Nhưng mà sao vợ anh nhỏ con vậy à, vợ anh nhiều ký vậy mà anh ít ký vậy mà anh vẫn đánh được hả? Được á, tại vì mình có quyền, quyền mà mình đã có. Quyền là quyền gì anh? Có quyền làm anh, làm cha, làm chồng. Quyền làm chồng. Ở trời đất thái là làm sai ơi. Là phải chịu trách nhiệm chứ. Mình tôi là làm quyền. Nè chú. Dạ. Ở đâu ra có quyền được đánh vợ? Không, không có quyền có đánh. Ở đâu ra? Trời. Con này không quyền đánh đâu, con này không quyền đánh. Bây giờ bây có quyền nói. Nhưng mà bây giờ mình oánh vợ vậy là mình thấy sai đúng. Ở sai. Sai nhiều không? Nông giận là sai đó. Quá xài anh oánh vợ, sao làm gì có ai cho anh cái quyền anh oánh vợ? Lực nhà nước đâu có cho. Không có luật nào được oánh vợ hết á. Phải rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Anh oánh vợ vậy là quá sai mình rồi. Có quyền nói. Được không mình, được thôi. Nam nữ bình đẳng. Mình nói chuyện thì được. Nha. Chú oánh vợ, chú sai rồi, chú còn nói có quyền nữa. Có quyền nói. Vậy là mình thua. Thua. Nha. Ra này khó thật anh Công ơi. Có càng quyền rồi. Nói nhưng mà không có quyền oánh đâu, tại vì nhà nước bây giờ thì quấn là bắt á. Sai á. Tù á. Ừ. Chú mà huấn là bắt chú đi tù á. Tù á. Không phải chơi đâu. Lực mà. Thế bây giờ này mình muốn kiếm vợ về mình oánh tiếp hay sao? Ồ. Già cả rồi để xong. Mình kiếm về mình oánh tiếp hay sao? Dường già. Mình kiện xác định là kiếm vợ về oánh nữa nữa không? Thế anh già không? Cả. Biết sao vợ chú bỏ đi không? Chú này ra tay nhiều quá. Ai chịu nổi? Có 7 8 trận à. Trời đất ơi, ai chịu nổi, chú nào chịu nổi. Đúng không? Bây giờ mình hứa là mấy vợ là mình không oánh nữa không? Già cả oánh gì nữa. Không, nhưng bây giờ mới oánh đây thì còn đâu chưa già, chú còn khỏe. Mình hứa là còn oánh vợ nữa không? Mình xin hứa không? Không. Không hứa hả? Trời đất ơi. Chứ ai dám về? Chú có nghe được không? Nghe tiếng Việt được không? Được. Bây giờ con hỏi này, chú về là chú có hứa là chú không oánh vợ nữa không? Không, không oánh đâu. Tại vì chắc chắn là không oánh không? Già cả rồi mình. Bây giờ hay là mình muốn oánh vợ để mình lấy vợ khác? Không các bạn. Chắc chắn không? Mình có nhậu xe hay say bao giờ không? Không, không có nhậu. Chú có hay nhậu không? Không. Mình không nhậu nhưng mình uống rượu không? Lâu rồi. Uống dữ không? Nghỉ lâu rồi. Ừ nhưng mà trước uống dữ không chú? Nhậu quá. Uống nhậu, nhậu mạnh hả? Làm ăn phải nhậu. Mình uống từ tối đến sáng được không? Chơi được đúng không? Nhậu từ tối sáng vậy làm việc không kịp nha. Vậy sao mình không thuê người? Thế chăn trâu chăn bò nuôi heo thì ai làm việc? Tôi á, một mình làm luôn. Nuôi con học hành tới mười, tôi nói nãy giờ đó. Mười lớp 12 không tin tiền mà đại học tôi không tin tiền mà đi học tiếng Nhật 2 năm mà đi Nhật. Bây giờ này, chú ơi xin lỗi vợ đi. Anh ngàn lần tha thiết em. Anh sai rồi. Anh xin em quay trở về với anh. Anh không muốn mất em. Rồi lên tiếng để cho vợ về. Phải ơi, nay này. Nói đi. Nói. Mình nói đi. Nói sao? Anh yêu em. Anh yêu em. Ừ. Anh không muốn mất em. Nói đi. Em không bắt em. Anh không muốn mất em. Không muốn mất em. Ừ. Anh không muốn lấy vợ khác. Anh không muốn lấy vợ khác. Anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần một em thôi. Ừ. Anh yêu em nhiều. Anh yêu em nhiều. Ừ. Mình về nuôi trâu, nuôi bò, nuôi heo với anh. Em về nuôi trâu nuôi bò nuôi heo với anh. Rồi cầm tiền cho anh. Cầm tiền cho anh. Một mình anh cầm tiền không đủ. Cầm tiền không đủ. Ừ. Bây giờ anh nhiều tiền lắm anh không có chỗ cất, em về giữ tiền giùm anh. Nha, em giữ tiền giùm anh. Gì? Em về em cất tiền cho anh. Tiền đâu cất? Tiền đâu cất à? Trời đất kỳ lạ. Trời đất. Mà cái quan trọng là chú về chú còn đánh cô được không? Không, già cả rồi. Em ơi, mấy con rồi. Chú gia trưởng lắm đúng không? Hả? Chú kiểu gia trưởng đúng không? Chú sống kiểu gia trưởng. Bây giờ này em hỏi thiệt anh này. Anh tiền bạc ấy ở nhà bán heo này, bán bò này, bán rau này, anh giữ anh quản lý hay anh đưa cho vợ? Tôi không từng cầm tiền đâu. Anh không từng cầm tiền. Không cầm tiền đâu. Nhưng mà anh hứa là anh không oánh vợ được không?
Tôi đã nói lại rồi. Đã nói rồi là không bắn nhá đâu không? Chắc chắn nhá. Nói rồi. Rồi bây giờ này. Nói lần được rồi, nói nhiều lần quá. Nhiều lần nó không tốt đúng không? Hay không hay đó. Rồi bây giờ này. Bây giờ chú tha thiết là muốn tìm vợ không? Hay là muốn đúng không? Không sao thì tới đấy. Bỏ công chú đi mất bao nhiêu tiếng đây? Cũng có nhiều tiếng á. Nhiều tiếng hả? Mệt không? Mệt đó, mệt ha. Tại cái này thì tôi nghe là anh chú Hải vậy đó, mấy người nói đó thì tôi qua đây. Bây giờ này này, chú có hy vọng là hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho chú không? Hy vọng ha. Hy vọng quá. Không hy vọng sao lại tới đấy. Rồi. Cố gắng nha. Mình về mình tu tỉnh lại, mình đừng có sắp xếp lại, mình trở lại mình trước đi. Bỏ sao mình hứa nha, đừng có làm vậy nữa. Phụ nữ mà để yêu thương đúng không? Phụ nữ mà người ta chân yếu tay mềm mình oánh người ta không được, tội nghiệp nha. Biết rồi. Sau này mình có con, đây là con trai, sau này có nếu con gái mà đi lấy chồng á mà con rể người khác người ta đánh con mình có chịu không, đúng không? Mình xót lắm chứ, đúng không? Tội nghiệp người ta. Biết rồi. Biết chưa? Đó, thấy sai không? Mà đàn bà cũng đừng làm nên làm sai, sai quá. Thì biết là đàn bà thì ai cũng vậy, không ai lên làm sai mà nhưng mà mình nóng giận á thì lóng sai thì, rồi. Lóng thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ sai, thôi. Sai rồi, nhỏ nhẹ vậy nó làm sai trước mắt rồi. Sai thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ thế được không? Bỏ em này em sai này. Làm sai rồi đó. Em sai lần nữa là anh không bỏ qua đâu. Chú thì tên bỏ đó, không sao đó. Ừ. Bỏ rồi mình trước đó bỏ, rồi sau mình lập gia đình. Sau này già cả rồi. Nên mà không tin vậy không có ba tới đây đâu. Rồi chú đọc lại là họ tên vợ chú là gì? Thạch Xuông. Nói lớn tiếng lên. Thạch Xuông. Bao nhiêu tuổi? 56. 56 tuổi. Vợ nguyên quán ở đâu ạ? À? Nguyên quán ở ấp Rạch Trôi A, xã Giang huyện Trà Cú. Rồi. Trần Trời Vinh. Rồi. Còn chú họ tên là gì? Vợ. Chú á? Thạch Xuông. Chú nhiêu tuổi? Là 69, 56. 56 tuổi. Còn vợ bao nhiêu tuổi? 53. Vợ 53. Rồi. Tôi thật tôi 58 rồi tôi. Rồi bây giờ hôm nay chú về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Chú có thể là nói chuyện là cái tiếng của chú là tiếng Khmer đúng không? Khmer. Là nói chuyện được. Nhưng mà tiếng Việt này có thể là chú nghe chuyện nó nói chuyện nó không có rảnh đúng không? Không rảnh, nó nghe không kịp luôn. Nghe không kịp ha. Nói rồi quên luôn á. Nói trước quên sau ha. Gọi là nước đổ lá khoai. Nó giết được. Giết được. Được. Chú biết cái nước mà cái mình đun nước mà hoặc là mình múc nước mình đổ lá khoai chưa? Cái lá khoai khoai môn đấy. Không, hỏi chú có biết nhậu không? Nhậu có từ tối đến sáng được à? Có biết gắp mồi không? Có biết nồng ngon gắp không? Đâu phải lượm. Phải lượm rau gắp thịt. Đấy, nhậu khi nhậu vậy mình đi với bạn bè và đông người là mình lượm mắt mình nhìn miếng rau đó nhưng mà mình phải đũa mình phải xỏ gắp miếng thịt. Đó gọi là lượm rau gắp thịt. Đó. Rồi, hôm nay chú về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Chú có đồng ý cho tất cả các anh em đây đăng tải cái nội dung cái thông tin chú tìm vợ không? Đồng ý không? Đồng ý ha. Rồi, cái thông tin chú tìm vợ là hoàn toàn có đúng sự thật không? Đúng sự thật ha. Rồi, anh em cố gắng nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Một anh trai hiện nay đang sinh sống ở tại Trà Vinh và nó là từ cái tỉnh rất xa. Anh ấy nói chuyện cái tiếng Việt không có rành, bởi vì anh nói chuyện chỉ tiếng Khmer thôi. Nhưng hôm nay về đây cũng cố gắng hết sức để đăng thông tin để tìm vợ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức chị gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bởi trong những năm tháng vừa qua là hai vợ chồng xảy ra cái câu chuyện là mâu thuẫn, cho nên vì vậy cho nên chú có ra tay với vợ có thể là rất nhiều lần, nhưng mà chú nói là không có lửa sao có khói. Nhưng mà đồng ý là trong cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng thì không có thể ai nói trước là ai đúng ai sai, nhưng đây là chú hiện nay chú ra tay với vợ dù sai dù đúng mà không ai có quyền đó được, đúng không ạ? Vì vậy nên hôm nay chú về đây cũng rút kinh nghiệm. Hy vọng là chị gái xem video này, chị ấy suy nghĩ lại để chị quay trở về cùng với gia đình. Bởi vì hiện nay là đây là một người đàn ông dù rằng có nóng tính nhưng người ta cũng rất chịu khó làm ăn. Hy vọng là chị ấy suy nghĩ lại nhé. Rồi, anh em hiệp sĩ Bình Dương xin phép được kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo nhé.